Tuyển Việt Nam khi ông Chausseur khác biệt với huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Chausseur đang tạo ra những khác biệt lớn so với người tiền nhiệm Park Hang-seo và mang đến nhiều hy vọng với tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam. Khác biệt, chưa nói tới thành tích, lối chơi, cách chọn quân cũng như huấn luyện của huấn luyện viên Philippe Chausseur lúc này đang cho thấy những điều mới mẻ so với người tiền nhiệm Park Hang-seo. Cụ thể, trong cả hai đợt tập trung từ khi trở thành huấn luyện viên trưởng bóng đá Việt Nam, ông Philippe Chausseur đã tạo ra mô hình 2-1 cho tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Nếu trước đây dù tập trung cùng thời điểm, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tách biệt hai đội với ban huấn luyện khác nhau. Chỉ thỉnh thoảng mới đôn một và cá nhân xuất sắc ở U23 Việt Nam lên tập trung cùng các đàn anh trên tuyển Việt Nam. Nhưng dưới thời ông thầy người Pháp thì khác, tuyển Việt Nam lẫn U23 tập cùng một sân, chung điều kiện sinh hoạt hay giáo án. Không những thế, từ đây huấn luyện viên Philippe Chausseur có thể sẽ dùng một vài cầu thủ U23 Việt Nam cho hai trận giao hữu nhân dịp FIFA Day. Một khi các đàn em thể hiện xuất sắc và hy vọng, về cơ bản cùng lúc quán xuyến hai đội tuyển và làm việc trực tiếp với hơn 60 cầu thủ không đơn giản, đồng thời làm ông thầy người Pháp vất vả nhưng lợi ích lại khó đong đếm. Một ví dụ, việc các cầu thủ U23 Việt Nam được tập trung sân và cạnh tranh trực tiếp với các đàn anh, thậm chí nhiều người còn là thần tượng mang đến sự hứng khởi nhất định. Rào cản tuổi tác, chuyên môn đương nhiên chưa thể phá vỡ, nhưng chắc chắn các đàn em ở U23 Việt Nam học được rất nhiều từ tuyển Việt Nam và từ đây có cơ hội nâng cao năng lực. Không có đọc ý đồ của huấn luyện viên người Pháp khi trộn lẫn hai đội tuyển trên cùng sân tập, chung bàn huấn luyện, hay điều kiện sinh hoạt là muốn tạo cảm giác cho U23 Việt Nam rằng họ đủ sức và điều kiện cạnh tranh song phẳng với các đàn anh. Sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ cũng là động lực cho những đàn anh ở tuyển Việt Nam buộc phải cẩn trọng một khi không muốn mất chỗ, ít nhất trong hai trận đấu giao hữu tới. Ngoài ra, việc cả hai đội học chung một lớp cũng là cách cho huấn luyện viên Philippe Chausseur không mất nhiều thời gian truyền đạt ý tưởng chiến thuật, đồng thời tạo ra một sự thống nhất về triết lý chơi bóng từ trẻ đến cấp độ tuyển quốc gia. Sự chuẩn bị hay cách làm của huấn luyện viên người Pháp có thể chưa thấy rõ sự hiệu quả ngay, nhưng vài tháng nữa sẽ khác. Tuyển Việt Nam, nơi có nhiều biến số nhất, huấn luyện viên Philippe Chausseur có rất nhiều sự lựa chọn nhân sự ở hàng tiền vệ và nhiều khả năng đây là nơi diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt nhất của tuyển Việt Nam. Ở tuyển Việt Nam, tuyến giữa đang rất chật chội. Đây cũng là nơi huấn luyện viên Philippe Chausseur trao cơ hội cho nhiều tân binh nhất trong đợt tập trung lần này. Ngoài những cái tên quen thuộc là Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Anh, số còn lại đều chưa từng khoác áo tuyển Việt Nam hoặc ít cơ hội được thể hiện trước đây như Hải Huy, Việt Hưng, Thành Long, Trọng Long, Xuân Mạnh. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, hàng tiền vệ thường ít có sự biến động về nhân sự, nhưng với huấn luyện viên Philippe Chausseur thì khác. Đặc biệt ở đợt tập trung lần này, do Hùng Dũng mới mùa ruột thừa nên cặp tiền vệ trung tâm đang có rất nhiều phương án. Ở SEA Games 32, huấn luyện viên Chausseur bất ngờ sử dụng thường xuyên cặp Đức Phú Thái Sơn. Hai cầu thủ ít được chú ý, nhưng lại là sự lựa chọn số 1 của thuyền trưởng người Pháp. Còn đợt tập trung lần này, tuyển Việt Nam có gần như đầy đủ các ngôi sao, nhưng không ai là chắc suất đá chính. Những gương mặt nổi bật như Tuấn Anh hay Quang Hải không có phong độ tốt vẫn có thể phải ngồi dự bị. Trong khi đó, những cầu thủ ít được sử dụng hoặc lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam như Hải Huy, Thành Long, Việt Hưng hay Xuân Mạnh đang đứng trước cơ hội được đá chính. Ở V-League, Hải Huy và Thành Long là mẫu cầu thủ di chuyển rộng và chơi rất hiệu quả, đóng góp nhiều bàn thắng cho đội bóng. Trong khi Xuân Mạnh từng là hậu vệ cánh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng lại đang chơi rất ấn tượng ở vị trí mới tiền vệ phòng ngự tại Sông Lam Nghệ An. Với triết lý kiểm soát bóng, chơi pressing tầm cao, huấn luyện viên Philippe Chausseur sẽ ưu tiên cho một hàng tiền vệ chơi cơ động, đa năng, có khả năng tranh chấp và kiến thiết cho hàng công. Về mặt lý thuyết, cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Đức Tuấn Anh là tối ưu nhất khi xét về yếu tố kinh nghiệm. Nhưng không phải là ngẫu nhiên khi ông Chausseur lại gọi nhiều gương mặt mới cho hàng tiền vệ như vậy. Ngay cả những cái tên còn xa lạ với đội tuyển là Thành Long cũng hoàn toàn có thể giữ vai trò kép chính ở tuyển Việt Nam. Cầu thủ này có khả năng giữ nhịp lối chơi, quan sát và chuyển hướng tấn công tốt hàng đầu V-League là nhân tố quan trọng giúp Thanh Hóa đang bay cao trên bảng xếp hạng. Tương tự là Trọng Long với khả năng thu hồi bóng, chuyển đổi trạng thái, tấn công nhạy bén là sự lựa chọn số 1 ở tuyến giữa Công an Hà Nội mùa giải năm nay. Thậm chí một vài gương mặt trẻ ở đội U23 cũng có thể được huấn luyện viên Philippe Chausseur thử nghiệm cho hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. Những biến số có thể xảy ra càng khiến màn trình diễn của tuyển Việt Nam trong hai trận giao hữu gặp Hồng Kông, Trung Quốc và series sắp tới rất đáng chờ đợi. Huấn luyện viên Chausseur chia tay người gác đền. Thủ thành nguyên mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ không góp mặt trong hai trận đấu FIFA Day. Sắp tới do chấn thương mãn tính ở đầu gối khiến anh không kịp hồi phục 100% phong độ. Với tiền sử chấn thương kéo dài, nên từ khi lên hội quân, nguyên mạnh đã được các bác sĩ đội tuyển thăm khám và cho thực hiện các bài tập hồi phục kết hợp trị liệu. Tuy nhiên, do chấn thương dài dẳng đã trở thành mãn tính nên thủ thành người Nghệ An cần nghỉ ngơi và tiếp tục tích cực điều trị thêm một thời gian nữa mới có thể lấy lại đầy đủ phong độ. Ở đợt tập trung ngắn ngày hồi tháng 3 vừa qua, người gác đền Nguyên Mạnh cũng được triệu tập vào danh sách đội tuyển Việt Nam, nhưng vẫn phải tập theo chế độ riêng dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ.
Theo VFF, tranh thủ quãng nghỉ của V-League, Nguyên Mạnh đã vào thành phố Hồ Chí Minh để điều trị hồi phục tại một trung tâm hồi phục chấn thương chuyên nghiệp. Khi bóng lăn trở lại, Nguyên Mạnh tiếp tục ra sân và trở thành chốt chặn quan trọng trong đội hình của câu lạc bộ Nam Định. Tuy vậy, do chưa được điều trị dứt điểm nên dù vẫn ra sân thi đấu, nhưng Nguyên Mạnh đã phải đối diện với những cơn đau kéo dài. Sau khi được các bác sĩ báo cáo cụ thể về tình trạng của Nguyên Mạnh, huấn luyện viên Philip Chaucer đã quyết định tạo điều kiện để thủ thành này trở về câu lạc bộ tập trung điều trị. Ông cũng động viên người học trò của mình cố gắng điều trị dứt điểm chấn thương và sớm trở lại với tình trạng tốt nhất. Như vậy, Nguyên Mạnh là trường hợp thứ hai sau Hồng Duy phải rời đội tuyển vì chấn thương. Quân số hiện tại của đội còn lại 30 cầu thủ, trong đó gồm 3 thủ môn và chưa bao gồm 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng về nước ngày 10 tháng 6 và Văn Toàn về nước ngày 12 tháng 6. Ở một diễn biến khác, sau 2 ngày tập riêng vì quá tải cơ, bộ ba tuyển thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài đã trở lại tham gia tập luyện chung cùng với các đồng đội. Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh cũng ở tình trạng quá tải cơ kể từ khi lên tập trung và tiếp tục theo đuổi giáo án hồi phục dưới sự kèm cặp của bác sĩ đội tuyển. Bên phía đội tuyển Việt Nam, ở buổi tập chiều mùng 9 tháng 6 có thêm sự góp mặt của Nguyễn Hồng Phúc. Hậu vệ này vừa hoàn thành thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Hòa Bình tại vòng 8 giải hạng nhất quốc gia 2023. Nhóm 6 cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam gồm Huỳnh Công Đến, Võ Minh Trọng, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Phú, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Hữu Nam sẽ hội quân vào ngày 10 tháng 6. Ngày 13 tháng 6, huấn luyện viên Philip Chaucer sẽ lựa chọn lực lượng cho đội tuyển Việt Nam khoảng 26 cầu thủ di chuyển về Hải Phòng để thi đấu trận giao hữu quốc tế đầu tiên với đội tuyển Hồng Kông ngày 15 tháng 6 trên sân Lạch Tray. Trước đó một ngày, thành phần còn lại của hai đội tuyển đá tập với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngày 16/6, đội hình hai tuyển Việt Nam tiếp tục gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Trên cơ sở của 3 trận đá tập này, ông thầy người Pháp sẽ quyết định chọn lọc thành phần cầu thủ mà ông cho là phù hợp. Nhất đồng đội tuyển Syria ngày 20 tháng 6 trên sân Thiên Trường, Nam Định. Cận cảnh trọng tài Việt lần đầu học vận hành công nghệ VAR. Mới đây, buổi vận hành thực tế công nghệ VAR cho các trọng tài được VFF tổ chức dưới sự giám sát của đại diện FIFA. Tổ trọng tài đầu tiên của Việt Nam được thực hành công nghệ VAR là trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, hai trợ lý là các ông Phạm Hoài Tâm và ông Nguyễn Trung Hậu. Trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Trung Kiên. Hỗ trợ và điều hành buổi thực tế là cựu trọng tài Võ Minh Trí, ủy viên ban trọng tài VFF và cựu cờ vàng Phạm Mạnh Long. Các thành viên của FIFA trực tiếp giám sát hoạt động ngoài sân và trong sân. 18 trọng tài Việt Nam tham gia tập huấn được chia làm 4 tổ vận hành. Các cầu thủ U17 Hà Nội FC được chọn làm quân xanh để mô phỏng tình huống thực tế. Ông Võ Minh Trí là người điều hành các cầu thủ trẻ thực hiện tình huống sao cho đúng yêu cầu. Ở tổ vận hành đầu tiên, các cầu thủ của U17 Hà Nội FC gặp khá nhiều khó khăn và nhiều thời điểm chưa thích nghi được với yêu cầu. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà không gặp nhiều khó khăn để ra quyết định liên quan đến các tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, tình huống để bóng chạm tay hay tình huống việt vị. Tuy nhiên, theo yêu cầu thực tế tình huống, ông Hà tham khảo và khi có tình huống bóng vào lưới nhưng nghi ngờ cầu thủ ghi bàn mất lỗi. Từ phòng VAR, các trọng tài thông báo qua bộ đàm cho trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Theo tư vấn từ FIFA, trọng tài chính là người duy nhất được giao tiếp với phòng VAR. Các trợ lý có quyền lắng nghe bất kể trao đổi nào từ phòng VAR nhưng được yêu cầu không hồi đáp. Ở các tình huống việt vị, trọng tài chính trực tiếp tham khảo hình ảnh từ màn hình nếu cảm thấy cần thiết. Trong ngày 14 tháng 6, sẽ có một trận đấu thực tế để các trọng tài tham gia vận hành VAR. Đây là bước quan trọng và quyết định đến việc VAR có được áp dụng tại V-League 2023 hay không. Bên cạnh việc thực hành, khóa đào tạo trọng tài VAR thứ 3 được Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VBF tổ chức. Khóa đào tạo này có 18 trọng tài, trợ lý trọng tài tham dự. Đây cũng được xem là khóa đào tạo trọng tài VAR rất quan trọng, bởi nếu các trọng tài vượt qua được đợt kiểm tra, đánh giá của FIFA thì thời điểm VAR được phép áp dụng tại Việt Nam sẽ sớm được xác định. Trước khóa này, các trọng tài đã trải qua các bước đào tạo lý thuyết và hai đợt tập trung tại phòng lab. Ở đợt 3, các trọng tài được đào tạo thực hành trên sân VAR với độ khó tăng dần. Cụ thể, bước 3 đào tạo trong 2 ngày với 2 đội bóng thi đấu trên sân, diễn tập các tình huống mô phỏng ngắn trong 10 phút. Bước 3B diễn ra trong 6 ngày với các tình huống mô phỏng 30 phút. Cuối cùng là bước 3C đào tạo trong 3 ngày với 2 đội thi đấu trọn vẹn 90 phút. Các chuyên gia của FIFA sẽ giám sát, hướng dẫn sự phối hợp giữa trọng tài chính với trọng tài VAR. Trong buổi khai mạc khóa đào tạo trọng tài giai đoạn 3 sáng mùng 8 tháng 6, Tổng Giám đốc VBF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ, khóa đào tạo đợt 3 này rất quan trọng. Việc quyết định thời điểm triển khai VAR tại Việt Nam phụ thuộc vào đợt đào tạo này. Do đó, chúng tôi hy vọng 18 trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ vượt qua các bài kiểm tra, đánh giá của FIFA để chúng ta có thể sớm áp dụng VAR vào các giải bóng đá chuyên nghiệp. Dùng công nghệ đẳng cấp thế giới, bóng đá Đông Nam Á đứng trước bước tiến lịch sử. Giải U23 Đông Nam Á 2023 hứa hẹn sẽ đem tới bước tiến lớn cho bóng đá khu vực. Trang SMM Sport đưa tin, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Thanasat Surapreset đã tiết lộ kế hoạch lựa chọn sân vận động đáp ứng đủ tiêu chuẩn đặc biệt cho giải U23 Đông Nam Á 2023. Sở chi nước chủ nhà giải đấu quan tâm tới vấn đề này bởi họ muốn áp dụng hệ thống VAR cho các trận bán kết và chung kết. Theo dòng phát triển của bóng đá, VAR trợ lý trọng tài video đã trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ công việc của các trọng tài trên sân. Với hàng loạt camera được bố trí xung quanh sân,
do giúp trọng tài có thể phân tích chính xác tình huống và đưa ra quyết định xử lý hợp lý nhất. Hầu hết các giải đấu lớn trên thế giới đều đã áp dụng VAR. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã chơi trọn vẹn 10 trận đấu dưới sự quan sát của hệ thống này. Tại khu vực Đông Nam Á, VAR chưa được áp dụng tại các kỳ AFF Cup và SEA Games gần nhất. Chính vì thế, giải U23 Đông Nam Á 2023 nhiều khả năng sẽ trở thành giải đấu chính thức đầu tiên của khu vực có sự hiện diện của VAR. Điều này hứa hẹn giúp nâng cao chất lượng các trận đấu. Chủ nhà Thái Lan có khá nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành VAR tại các giải đấu. Cách đây 3 năm, vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức ở Thái Lan đã áp dụng VAR trong tất cả 32 trận đấu. Trong một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang đẩy nhanh kế hoạch đưa VAR vào các trận đấu V-League và giải hạng nhất. Hàng loạt khóa đào tạo sử dụng VAR đã được tổ chức cho các trọng tài với sự hỗ trợ từ các chuyên gia FIFA.